Không. Rồi không bán số lấy gì sống? Vợ nhà hay không chứ. Rồi chị Năm nuôi hả chị Năm? Chút xíu chạy Năm về có cá không? Còn còn nuôi cá chứ không chị? Còn. Cá lớn chưa? Đang đưa báo con hàng. Có gượt không? Sao không gượt? Gượt sao? Gì? Dũng gượt sao? Đây quý vị Năm đang nước nhỏ hết ta. Cái này có ba chị mấy à? Ba chị mấy. Chào quý cô chú anh chị, hôm nay mình đi lên cái đường Chi Tôn, mình ghé thăm anh Năm, chị Năm có anh Toàn, cái gì chồng cô Nhí, cho thăm gia đình là chỉ có 9 người con mà còn 8 người con cái gì, ghé anh Năm đây nhà của chị cái gì. Ô, chào anh Toàn. Gì đây ca? Chào chị Năm, thăm con có gia đình của chị Năm. Bên này khỏe chị Năm? Khỏe. Gửi sữa cho mấy em uống nha chị. Dạ, dạ. Rồi, ủa anh Năm đâu chị? Ông đi đồng rồi. Cái này lâu quá không gặp, khỏe không? Khỏe đâu khỏe. Giờ bị gì? Mới bị vợ đánh vậy đó. Gì ghê hả? Ghê gì đâu ghê. Không gài, không có quay YouTube gì nữa không? Không qua gì chứ. Không hả? Bây giờ đánh làm gì, giờ đánh gì à? Hả? Vậy. Mình giờ đánh gì nó à? Làm gì đâu, nó khùng khùng giờ nào bị cẩn thận à, giờ đánh hay là đánh vợ? Dạ đánh, đánh nó vậy hả? Đánh có sao không? Có sao đâu. Cái này có đi bán số không? Không. Rồi không bán số lấy gì sống? Vợ nhà hay không chứ. Rồi chị Năm nuôi hả chị Năm? Ừ, nó bên vợ nó mới về ngày hôm qua đó nè, đi Năm đưa cho em đứa vậy. Ta tám đứa phải không? Tám đứa là không hết đứa rồi. Vậy chắc mấy đứa kia bự, nó nhỏ là chắc cũng không được quá. Phải không? Nè đem cho anh cóm với anh Tiểu. Rồi rồi. Em út, em mới đem hết rồi. Còn nè. Còn cái nào? Nằm dưới đây đi, ôm sờm. Thiện em bịch thôi. Bóp dừng bể con, uống đi con. Ủa anh Năm rồi chị? Ông đi đồng rồi chứ. Đi bắt cá hả? Dạ. Chưa chưa ăn cơm hả? Chưa dậy anh chưa dậy hả? Chưa mới ăn cơm. Thì nào anh mới dậy? Khoảng 5 giờ năm mấy mới dậy. Vậy hả? Cái này mấy giờ? 4 mấy. Anh đây thì cá gì? Dạ. 4 mấy rồi. Tự nhiên giờ cắn bị ngứa gì nè. Kìa. À. Bệnh gì vậy? Tắm ba cái nước sông xả lúa nè. Chắc nước lúa quá, thuốc quá. Ờ nó xả lúa nó ấy đó. Dạ em bé kìa, thấy cưng không? Cưng không? Ủa hao quê quay mất rồi. Biết nhìn nè. Đổi nè. Uống không được hả? Rồi từ lúc gặp ở bên Mỹ Luông giờ là có làm gì không? Có đi qua anh làm. Ông anh không kêu làm gì mà làm nấy. Gì hả? Làm gà con Nhí. Nhí làm gì? Con Nhí đi bán số hay gì? Hả? Ừ. Có đó hai chồng đi ra mò quấn thử mà không có. Không quấn dưới sông cái này ở đâu? Trong kinh đó chứ mò trong cái này sao mò được. Vậy cái này mới có ốc chứ kinh anh có ốc. Đâu, tự theo kinh làm gì không có mà tại giờ ta nhiều người mò quá đâu có đâu. Dạ, ốc quấn nhiêu ký? 15.000 hay 10.000. 15.000 hả? Cái đó là chị Năm nấu gì chị Năm? Cái đó bà nấu nước sôi. Nấu miếng canh nó có bí đao rồi cho ăn cơm rồi đợi cá về luôn có cá. Không có cá vậy? Không. Dạ, dạ, thấy cân không dạ, dạ. Uống đây, uống đi. Để vô, uống. Rồi em bé này uống chưa? Kìa em bé uống chưa? Chút nữa đổ vô bình cho nó uống. Mới uống bình sữa quăng qua đây nè. Kìa. Rồi ơi. Đủ nữa nó ói. Chàng ơi, chàng chút. Cực không chị? Thấy cực không? Không cực, mà ngồi đó có cái cây này, lão trường. Cái cây là sao? Thụ đó hả? Thâm đó hả? Ba nó lì hoài. Dạ, kìa, em bé đó nó nằm em vô à? Trời ơi, cưng rồi, cưng rồi. Lên đây nấu cho em bận rồi mày. Sinh năm 1 không vậy? Sinh năm 1 không hả? Có định sanh nữa không vậy? Nghỉ rồi. Sao hả? Đánh xui đi. Nghỉ rồi, nghỉ rồi. Thả cửa hả vậy? Ừ, khóa ra rồi. Khóa hả? Cho tại gớt dép. Gớt dép con. Khóa lại hả? Rồi đi có anh hả chú?
đi lên núi rồi sẵn ghé thăm chị luôn. Đi có mình lên mà. Chút xíu chạy Nam về coi có cá không? Còn, còn nuôi cá gì không chị? Còn. Cá lớn chưa? Chưa, bữa nay mình tay rồi. Nuôi tới 6 mấy tháng, 7 tháng mới bán. Gì hả? 6 mấy tháng mới bán hả? Dạ. Thấy cân không? Hôm qua nay bị sốt. Sốt hả? Ờ. Làm gì? Người ta kêu đi đi lại trạm xá nhập viện theo dõi rồi nhập viện gì. Không chỉ gì. Em hết chưa? Còn hầm hầm như nó bị sốt, nó lặt mè với chích ngừa nó đó. Như chạm theo dầu. Chích ngừa chắc chích ngừa hầm gì? Dạ. Cái dài nó hành lên này mũ nó được. Chích ngừa hốc ngày lâu quá. Dạ. Thần lá chưa? Lâu rồi, mà hồi bữa mà gì 21 cây tới giờ. 21 cây hả? Dạ. Đừng khóc kìa chị. Sao? Nó còn ở đây nè. Cho em bé khóc kìa. Ai? Cho em ô cho nó cái bịch ở đây. Nè con có thuốc ở đây. Thuốc gì? Thuốc chích ngừa nó chưa có tan còn cục cái này. Vậy đó hả? Nó nóng quá. Nóng hả chị? Mới làm sôi á. Thấy bớt mà. Mới làm nước sôi cho uống thuốc hạ sốt. Vậy hả? Con cũng hết rồi. Con bị bệnh đó kìa. Con lại coi, đây cho chú coi coi. Bé này bệnh nè chị ơi. Ừ, nó nóng mà dầm nước quá. Bé bệnh đó. Đây. Con chị cho uống gì chưa? Cho đại cha nó về tiền bán cá, mua thuốc bỏ hết tiền rồi. Nó hay luôn. Nó thuốc nhiều lắm hả? Cũng vài chục ngàn mà đại cha nó bán cá thì mua bán cá luôn, hả? Rồi em gửi tiền cho mua thuốc em uống đi chị. Ủa? Mà em gửi thêm tiền là đang mua thuốc cho em chị. Cảm ơn. Cầm lên chút cái nhà cậu đúng không? Hết rồi. Anh lên xin chị Liễu đi. Đúng hết rồi. Rồi đi mua thuốc uống đi. Cân không? Thấy là cân không? Tối nửa đêm nó bởi nó bị sốt. Bởi đầu là xuống đây lụp cụp lau nước sôi nè. Nó nhúng lửa cho nó la. Ở đây như là chị đủ 9 đứa luôn hả? Dạ. Ủa 8 đứa hả? 8 đứa hả? Dạ. Bỏ đứa thứ mấy? Bỏ đứa thứ ba. Con với ảnh nè là trước. Con Ghiền trước hả? Giờ kìa, giờ em già mày thấy cân không? Nói chuyện luôn kìa. Bữa đó tôi về đậu đế Dũng cầm dao nó được, tôi đi ra công an Cần Đăng tôi báo công an. Có được không? Sao không được? Gần sao? Vậy Dũng gần sao? Cầm dao ra chặn nó được chưa chứ sao? Ông tí bị lớn, bị lớn để nằm trong đây thằng này ra đập nó thường này đập đó. Vậy hả? Tôi đó giờ tôi có đập ai? Có gượt không? Không? Gượt kiểu gì nữa? Ai biết nó? Chúng nó khùng khùng lên nó gượt gì kệ mẹ nó. Vô trong giỏng nhà cô nhí gượt luôn hả? Không, tôi chạy về đây nè. Sao biết ở đây à, gượt? Không có, tôi chạy ngang á. Sao biết rồi đón đường? Có biết đâu, tôi dòng tình cờ mà. Ông chạy ngang rồi sao chạy ra gượt kịp? Nó ngồi trên đầu cầu đó rồi tính mà chạy ngang rồi sao mà không gượt kịp? Bởi vậy nó gượt không có được kịp mà đều cái tôi ghét rồi tôi quay lại luôn, tôi chạy qua anh Định quay lại gượt tôi nói à mày lại đây này vô công an nè. Con đó, mua xăng đốt nhà bà chợ đó. Thì bà không vô xăng bà không chuyện rồi giờ qua rồi giờ vô gượt này mới nữa hả? Ừ. Mà có gượt không? Sao không có sao tôi nói. Vậy là ngừng xe ra cho ông gượt hả? Ngừng xe luôn, đảo ra công an Cần Đăng luôn, báo luôn. Rồi có làm gì không? Làm gì? Tôi vô công an rồi sao nó dám vô? Rồi chừng nào rồi sao ra được? Cái gì? Báo công an tôi ngồi trong đó chứ đâu. Rồi chừng nào mới đi về? Đâu vậy gì nói anh về đi chút. Hai thằng công an nó kẹ tôi ra tới công an Vĩnh Anh nè, nó đâu có dám chống đâu. Vậy hả? Mà không biết có mày nó không, tôi không biết. Để tôi về đây rồi. Ghê hả? Có thiệt không ông? Trời ơi, tôi hồi đó giờ ông thấy tôi có nói dốc không? Tại vì thấy ba nó thấy... Thấy sao? Thấy sao? Tôi đó giờ tôi đâu nói dốc không làm gì đâu. Ghê hả? Ừ. Trời ơi, bà hai để bà nói tôi đâu dám kêu công an đâu. Tại nó là cha tôi công an, tôi làm gì tôi sợ công an mà tôi không dám vô kêu. Tôi giết người cấp cổ tôi không dám vô kêu. À, chuyện nó bỏ chưa qua sao?
bãi nó không muốn bỏ qua gì mình giờ nè, tôi nói anh nè, nó không muốn bỏ qua gì chứ, nó hẹn tôi đi tới đình Vĩnh Thành nè, đúng không? Thì tới đình Vĩnh Thành tôi chơi nó luôn. Tôi thấy là đình nằm đâu? Đình Vĩnh Thành ở đường số 2 nè. Rồi tới đình là sao chơi? Tại nó hẹn tôi gì đó tôi không biết. Đánh chơi thì bên không. Hẹn tôi ra đó chém lộn á. Ghê hả? Sao sao tới đình mới chém mà ngày thường không chém? Tại nó dòng họ đó. Dòng họ của ai? Dòng họ của nó. Tới ngày đó mới chém ha. Rồi có ngày đó ra chém hay gì? Mà tôi đâu có khùng đâu. Không nhìn tôi là ai nói tôi khùng đâu bao giờ. Ai nói khùng? Thôi thôi chúng em. Dậm kìa, cầm kìa. Giờ tôi hỏi ông nè. Khi ông giờ có khi nào mà ông lại sướng với người ta không mà ông đời chém với người ta không? Bởi vậy ai đâu ngu. Ghê hả? À? Lộn hoài không? Mà chém gì vụ gì? Ai biết. Ghê hả? Ngủ chưa hẹn gì tôi ra gia đình Cần Đăng, tôi nói họ ở đình Vĩnh Thành, tôi nói mày khỏi đi lại cái khúc vắng ra Cần Đăng trường học nè. Tao không có ngu gì tao vô đó đâu. Đồng họ anh em mày, đồ con cháu mày nhóc chân tao đâu khùng. Tao tưởng đâu im, ai ngờ đâu vụ lộn chém lộn hoài không? Kìa. Vì năm nay đất đấu, kia đất đấu. Họ hoài có cái điện thoại lên bà, điện tạm hoài. Danh danh giả cái gì vậy chị? Phải không? Cái đó mình không biết. Gì hả? Mới lên Facebook nó mới quay nó nè, cái không có lợi quay là nó. Nó vụ gì chị? Hai con chạy chẹo quay gì vậy? Quay hỏi chị gì? Có quay hỏi dưới đồ cầu đó, rồi tôi coi điện thoại nè, lướt nè. Facebook ha. Ừ, rồi quay. Nói gặp này đâu xử đó. Mày cướp vợ nó cứ tự mình vừa, nó dẫn Bình Dương về làm đám đàng hoàng, có cha mẹ đứng ơi chị ra gã đó. Mới đây nữa nè. Thầy bút đấy ha. Mới bữa 27, 28 cái tay gì đấy nè. Vậy đó hả? Nó mẹ chồng vợ nó không bỏ yên chồng mày. Ghê hả? Ờ. Nó thằng Sang là con của nó. Vậy đó hả? Nó gọi nó gọi cái thằng quay bút nó con của anh ấy gì chứng minh con giấy cây xanh giấy tờ đâu. Nó nhập bên mẹ nó. Sao mà nói mẹ nó không có giấy tờ sao nhập được mẹ nó được. Bởi vậy đó. Mà lần này con lần này là sao nó tuổi con rồng. À, con mèo nó sinh ngay chân 2/11 quá, ngay chân cũng có nắng nước lên, tháng 7, tháng 7, tháng 8 nước lên nè. Dạ. Kìa quý vị đây anh Năm chồng chị thứ năm hả chị? Anh Năm anh của anh Toàn chồng của Nhí vậy đang đi kiếm cá về. Cá nhiều không anh Năm? Ít hả anh? Cho thấy nổi nhóc chưa anh? Năm đang có cá lóc không anh? Cá trắng luôn ha. Ồ bình này tối để dưới đây luôn vậy? Để luôn, cảo luôn. Cảo luôn hả? Chạy dữ vậy. Cảo sát luôn ha. Đây quý vị anh Năm đi kiếm cá về để mua sống hàng ngày quý vị. Anh sống có ngày này không anh Năm? Mặn gì anh? Công ty gì anh? Mà anh làm bốc vác hả? Đây, anh Năm anh đem cái về anh cảo ra không có luôn gì. Đừng khó con. Đừng khó. Rồi đây là chút xíu mà đấy, giỏi quá. Giỏi quá kìa có chừng á chị, dắt lên trển đi chị. Ngồi thấy ghê quá chị. Thằng đó lên anh đây. Biết lỗi không? Nó ghim đó là sạc bình hả anh? Dạ. Ăn cái bình lên xuống lên nhà sạc nguy hiểm lắm. Bình này nặng lắm. Bình mấy chục ký à? Bởi vì bình này nặng lắm á. Lên có dốc ấy rồi có mấy đứa nhỏ này nè. Ở vậy nặng lắm, nặng luôn. Mẹ này. Vậy có điện thoại có lên mạng em coi.
lên, vậy xúc cá vô vợ thì chút xíu đem lên. Đây cá trắng cũng nhiều quá anh không? Cá lóc chưa lớn, chưa bán được anh? Chưa. Nó cho cá lóc ăn gì chị? Dạ, cắt ra. Cái nào mình ăn, ăn còn như cá lóc đó. Dạ. Mùa này ít ha. Đừng khó con đưa cây mượn. Xem còn cái giật bự gì luôn đó anh. Dễ chết ha. Tép nữa kìa. Chưa hết cái gì? Cá nữa gì? Hết à? Ăn lì á. Té, chừng té đó con. Lì lên ơi, nó lên chừng té. Đi lên. Đi nãy lên. Có chút xíu ở bên kìa kìa. Thấy giỏi không cái gì? Đó, giỏi không? Giỏi không? Có xíu ở bên kìa. Ồ, cá cũng nhiều chứ chị, có chục ký chị? Dạ. Chục ký không? Có đó. Ồ, cá cũng bộn ha. Cá lóc ăn cái này được nhiều ký mới đủ. Bán chục ký, chục ngoài đó. Rồi lỡ thiếu rồi sao? Thiếu thì xịt 2 buổi. 2 buổi là có ha? Dạ. Ở đây cá như gặp cái ngoài em đâu có cá đâu. Cá lăng ha, cá lăng ngon ha. Bữa đó ông xịt của cá lăng được 1 ký lô á. Ừ, ngon ha. Sao mà ngộ quá ta? Nấu nước gì quá chị? Dạ. Nấu nước gì quá? Canh đây nè, đợi mấy về cái. Ra kìa, cảo kìa, 5 cảo lên nữa gì. Đây là đưa xuống coi 5 cảo à. Chúng còn nằm cảo cái ghe lên cái xuồng lắm gì. Đây có gì? Ở đây anh đi bắt cá về rồi đầu anh cảo lên hỏng luôn. Đây đó, đó cái đó anh vô nhất cái chỗ đó nó nằm mở bỏ chân chân dễ lên anh. Dì gọi đó anh. Rồi dì gọi đó cái gì. Em bé khóc cái gì. Con
Trời ơi, đứa này khóc đứa kia la một mệt chết luôn. Còn chị Năm hay thiệt chứ. Hay thiệt. Chị chứ không có nít là vô buồn đó. Buồn không vậy? Buồn. Bữa đi đám mà mình nhớ tới mấy đứa nhỏ ở nhà á. Vậy gặp mấy cái con nhà ta im lặng đó. Yeah. Nhớ tới con mình hết. Rồi ai coi chừng ở nhà đi đám ai coi chừng chị? Không. Đi tiếp nói chung là đám dòng họ chứ người ta ở sớm mời đi lắm như dòng họ đi tiếp. Vậy đó chị. Ngày nào anh cũng đi xiệt chứ hả chị? Ngày nào cũng đi, có khi tối nước gà cũng đi, cũng canh đây con nước, có cá cũng đi. Đi lần vậy là bao lâu vậy? 3, 4, 5 tiếng, 5, 6 tiếng giờ. Đi hồi 1 giờ, 12 giờ mấy tới giờ đó có nhiêu cá đó. Nhiều cá này cũng nhiều chị? Dạ. Ủa dễ kiếm không chị? Tháng kia nhiều lắm không? Dạ, ấy mùa nước lần thao. Thao hả, giờ chị cho cá ăn ha. Cho cá ăn rồi chứ nếu mà cá ăn hết thì gọng lại rồi ủ nước mắm nấu ăn. Cá ngon, cá màu thì cá thao. Còn nhà nước cũng có cá lóc bán này cái nọ. Con đi lấy dao rồi cạo cá đó cho sạch nhớt. Bây giờ ở trên cái đó cái mẹ mới trụng nước sôi vậy kìa. Cá lăn mới trụng nước sôi nó mới sạch nhớt. Con để một canh nó dần dần. Nhậu vậy? Nhậu chút. Nhậu luôn. Lên nhậu chút. Nhậu ở đâu á? Ngày nào nhậu đây vậy? Chai là bao nhiêu? Lít đó không? Gì? Chai nửa lít không? Chai lít. Lít hả? Rồi không mặn ra tiền là tiền đâu nhậu? Mua thiếu, chừng nào mình có tiền mình trả. Ờ, mặn gì? Này, kêu gì mình mặn nấy. Đâu sao không uống, uống thử cho coi coi. Gì? Uống cho bà con xem mình biết uống rượu coi. Uống gì luôn hả? Uống gì luôn hả? Không mồi luôn. Không có, đại. Mồi đâu, 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 đem mồi ra. Đó là mồi này hả? Đại. Làm mía anh? Làm cái... Rồi ngày là chai đấy ha. Chai đó nhiêu tiền? 13 ngàn ha. 13 ngàn ha, rẻ à, nó lít nữa. Vậy là 1 lít hai mấy hả? 1 lít á. 1 lít 26 ngàn. Không, 1 lít 13 ngàn ha. Mà chai đó đâu tới 1 lít? 1 lít. Chai nó 1 lít sao? Chai 1 lít. Lít thế nhỏ gì hả? À, 1 lít hả? À, chai 1 lít nhỏ quá ta. Cái này có 3 triệu mấy à. 3 triệu mấy. Thầy ơi, tại tôi buồn tôi nhậu với... Buồn bị giả đánh hay vậy? Tại buồn nhậu với... Chứ tôi nhậu với sáng là tôi đi bán số rồi. Yeah. Ở đâu phải nhậu mà ngồi hoài nhậu đâu. Tại ngồi nhắm xe đồ chơi. Xe đồ ngắm? Đứng xong đó. Đang ngồi tới bánh đó hả? Ừ. Giờ em đâu xe đồ chơi. Hay à? Rồi có khi không phải nhậu đây nữa. Đi tôi... định lễ cũng thì mấy bạn bạn cũng đi bán đồ đồ bán tiếp nó cho tiền nữa. Vậy hả? Đâu có ấy ở nhà không mà tiền nó tràn. Ừ. Ở nhà không ông mặn bức lắm nha. Đợt nào mình không tiền cũng thuốc hút rồi không có tiền này kia đồ sẽ sợ bức cực lắm thiệt. À, có lắm khi á nó không có khi á tôi bạch triệu cho mình nó lắm khi không có 1 ngàn cho mình. Vậy hả? Rồi thôi chúc nhậu ngon ha. Xuống nói chuyện chị Năm anh Năm chút xíu rồi. Chuyện anh Năm chị Năm chút xíu rồi đi về tối rồi. Cái này mình ăn gì vậy chị? Dạ. Cắt gì là ăn đó hả? Cắt rồi đi chà dãy ra cái đầu chờ cắt cho cá lóc ăn á. Cá lóc mà mắc chà nữa hả chị? Dạ cho dễ cắt nè, ta kéo nó hơi lục. Dạ. Rồi chà cắt nó mau cái. Ngày nào cũng xỉa hết trơn hả anh Năm? Có bán được miếng nào không? Có khi có cá ngon cũng bán. Có cái gì mà vậy vậy ai mua cũng bán.
mua cái nồi quật lên đó. Bữa nào ăn cá ngán rồi làm cá chả. Em thấy tép là ngon lắm. Tép có ăn không hay là cho cá ăn luôn? Tép chút lửa ra nhiều quá. Ủa mà cái này mình cắt ra dĩa xay mới được không? Coi này cắt gì vậy? Là nó ăn rồi đó. Thì cá bự rồi. Gì hả? Còn có hổm nhỏ thì xay. Dạ. Yeah. Khoảng bao lâu nữa mình mới bán được không? Nó cỡ 6 7 tháng. Bữa lần hai. Mấy tháng rồi? Bữa nay cũng 2 tháng mấy rồi. Vậy là cỡ 4 tháng bán ha. 4 tháng nữa. 4 tháng nữa bán vậy là cá khác nữa. Thằng hưu nữa hả? Làm hoài vậy đó hả? Chị giấy công làm lại đi. Là nhiều anh hay là chỉ quề mà nhỉ? Mình nuôi này tính ra cũng có lợi. Như quả ống. Chỉ có cái mồi này mình bán cho ai vậy? Bởi vì cũng phải. Thay vì đi bắt về mà không cho cá ăn thì cũng đâu có bán được phải không? Bán người ta trả ghẻ. Bởi vì ta chơi cá sình, cá ấy này kia nọ. Nó đem ra tới nhà ta chơi cá gô, cá này kia nọ. Bởi vì đổ cái nhà có cá mà làm gì trời? Anh đi xiệt mặn tới mấy tiếng nào không anh? Tới thằng nước có dằn lưới không? Nước thì xiệt từ sáng tới chiều. Giờ này cũng giờ này về hết mình mới về. Anh chỉ mặn ngày này không ha? Sớm đi. Có con người gì ngày này chứ? Ở đây anh có cá chứ ngoài em thì làm gì có cá? Tại sông ca lớn nè. Ngoài qua chợ mới gì? Hả? Qua. Ở Long Xuyên á. Dưới trong mấy cái ngọn á đâu có cá. Nước cạn sẹo à. Bên nội ở Mỹ Quang Hưng đó, bên chỗ cái đình Mỹ Quang Hưng đó. À, bên nội đó ha. Bên đó chắc cá lắm anh. Không biết tại đó giờ có sống quả. Thôi đi chiếc giấy mấy nhỏ về. Giờ mang tiếng nó làm giấy nó dễ, khó khăn lắm chú ơi. Dễ đâu. Rồi vô làm rồi chứ chị. Làm rồi. Ông này chỉ ông kia chỉ ông nọ. Vậy đó hả? Nói chung ra mà không ăn chú con mình phải tiền giấy mực. Không có tiền nó chỉ mà đi là cái. Hôm nay mấy đứa này đi học cứ lớp 3, lớp 4 hết trơn rồi đó. Làm giấy thở là nó chỉ, nó đổ chút, nó không chịu làm, nó kêu đi cái chỗ này, chỗ kia, cái chỗ nọ. Nào lâu còn tối ngày đó. Dạ. Rồi đi, đi, không có, đi không có kinh tế mà đi, phải đi xe đò. Rồi đi lúc nào rồi trong biết về lo cơm nước mấy đứa nhỏ rồi. Rồi không có thời gian đi, nó hẹn chiều đầu về chiều, ta đi xe đò đó, rồi ta đâu có đợi mình được. Dạ. Đi về. Còn khi mà em đi nó chở đi nó có xe nó cũng mới bao nó ăn uống đổ xăng cũng 100 mấy 200 rồi mình ăn cái nữa hôm nay nè mấy con bọ này nó đu là chết cá. Mình cũng xin kết thúc video tại đây quý vị. Cảm ơn anh chị chia sẻ về hoàn cảnh của mình ha. Có dịp nào em đi ngang thăm anh chị nữa ha. Rồi xin chúc anh chị có nhiều sức khỏe để nuôi mấy cháu ha. Rồi, mình cũng xin chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Xin tạm biệt cái tiếp video ở nhà của năm chị Năm, hoàn cảnh năm chị Năm tại đây quý vị.